4. Phẩm pháp giới. Bấy giờ Tối Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy, che vai bên trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm thế nào tu học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa thông suốt pháp giới? Phật bảo trời Tối Thắng, lành thay, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, thật khéo tác ý, ta sẽ phân biệt giảng thuyết cho ông. Trời Tối Thắng bạch, cúi xin Thế Tôn giảng thuyết, chúng con mong muốn được nghe. Phật bảo Tối Thắng, Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, có diệu tuệ nên gần gũi bạn lành, phát khỏi sự siêng năng tinh tấn, để các chướng ngại phiền não, tâm được thanh tịnh, cung kính tôn trọng. Muốn tu tập hạnh không, xa lìa các kiến, tu đạo như thật, thông suốt pháp giới. Thiên Vương nên biết, các Bồ Tát này có diệu tuệ nên gần gũi bạn lành, vui mừng kính thờ, tưởng như Phật. Vì gần gũi nên xa lìa các biếng nhác, diệt trừ tất cả các ác bất thiện, tăng trưởng căn lành, đã diệt phiền não, xa lìa pháp chướng ngại, thân ngữ ý nghiệp đều được thanh tịnh. Do thanh tịnh nên liền sanh kính trọng, vì tâm kính trọng tu tập hạnh không, vì tu tập hạnh không nên xa lìa các kiến, vì xa lìa các kiến nên tu hành chánh đạo, tu hành chánh đạo nên có thể thấy pháp giới. Trời Tối Thắng bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp giới? Phật bảo trời Tối Thắng, Thiên Vương nên biết pháp giới chính là tánh chẳng hư vọng. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là tánh chẳng hư vọng? Này Thiên Vương, tức là tánh chẳng đổi khác. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là tánh chẳng đổi khác? Này Thiên Vương, tức là chân như của các pháp. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là chân như của các pháp? Thiên Vương nên biết chân như sâu xa vi diệu, chỉ có thể dùng trí để biết, chẳng phải ngôn ngữ diễn nói được. Vì sao? Vì chân như các pháp vượt qua văn tự, lìa phạm chủ ngôn ngữ. Tất cả sự diễn đạt chẳng thể diễn đạt nổi, lìa các hí luận, dứt các phân biệt, không đây không kia, lìa tướng vô tướng, xa lìa suy tìm, vượt cảnh tầm tứ, không có tưởng, không có tướng, vượt khỏi hai cảnh, xa lìa người ngu, vượt khỏi cảnh ma, xa lìa các chướng hoặc, chẳng phải thức thông suốt được, trụ không chỗ trụ, vắng lặng thánh trí. Và cảnh hậu đắc trí vô phân biệt, không ngã và không ngã sở, cầu chẳng thể được, không thủ không giả, không nhiễm không đắm, thanh tịnh ly cấu, Tối Thắng đệ nhất, tánh chẳng biến đổi, hoặc Phật ra đời hay chẳng ra đời, tánh tướng vẫn thường trụ. Thiên Vương nên biết đó là pháp giới, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, tu chứng pháp giới. Hành nhiều trăm ngàn hạnh khổ khó hành, làm cho các hữu tình đều được thông suốt. Này Thiên Vương, đó gọi là thật tướng Bát Nhã Ba La Mật đa, chân như Niết Bàn, tướng vô phân biệt, chẳng có cõi, để nghĩ bàn, cũng gọi là chân không và trí nhất thiết tướng pháp giới không hai. Bấy giờ trời Tối Thắng bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, làm sao có thể chứng đắc pháp giới như thế? Phật bảo Tối Thắng, Thiên Vương nên biết, Bát Nhã Ba La Mật đa xuất thế và trí hậu sở đắc vô phân biệt, có thể chứng, có thể đắc. Kính bạch Thế Tôn, nghĩa chứng và đắc có gì khác? Thiên Vương nên biết, Bát Nhã Ba La Mật đa xuất thế có khả năng thấy đúng như thật, nên gọi là chứng, hậu trí thông suốt, nên gọi là đắc. Trời Tối Thắng bạch Phật, như Phật đã dạy, văn tư tu tuệ, đâu chẳng thông suốt thật tướng Bát Nhã Ba La Mật đa, mà lại nói có Bát Nhã Ba La Mật đa xuất thế và trí hậu sở đắc vô phân biệt có khả năng chứng đắc. Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì thật tướng Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vi diệu, văn tuệ, thô thiển, cạn cợt, chẳng thể thấy được. Vì là thắng nghĩa nên tư tuệ chẳng thể lường được, vì là pháp xuất thế nên tu tuệ chẳng thể hành được. Thiên Vương nên biết thật tướng Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa vi diệu, phàm phu nhị thừa chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì hạng kia như mù bẩm xanh chẳng thấy các sắc, như trẻ con mới sinh 7 ngày chẳng thấy mặt trời, thấy còn chẳng thể, huống là có thể chứng. Này Thiên Vương, ví như mùa hè nóng bức, có người đi về phương Tây, ở giữa đồng hoang lại có một người từ phương Tây đi đến, hỏi người trước mặt, tôi này bị nóng khát, biết chỗ nào có nước trong và bóng mát làm ơn chỉ giúp. Người kia đáp, từ đây đi về hướng đông sẽ có hai đường, một là phía bên trái, hai là phía bên phải, nên theo đường bên phải, lần hồi đi tới có ao suối nước trong và bóng cây mát mẻ. Này Thiên Vương, ý ông thế nào? Người nóng khát kia chỉ nghe tên suối và cây mát như thế, suy nghĩ việc đi đến thì có thể trừ nóng khát được mát mẻ ngay chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được. Người kia đến nơi vào ao tắm rửa uống nước, nghỉ dưới gốc cây mới khỏi nóng khát và được mát mẻ.
Phật dạy, này thiên vương, đúng như vậy, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, chẳng thể thông suốt thật tướng bát nhã ba la mật đa. Thiên vương nên biết, nói về đồng nội, tức dụ cho sanh tử, người dụ cho hữu tình, nóng dụ cho các phiền não, khát dụ cho tham ái. Người phương đông đến dụ cho các Bồ Tát, đường bên trái dụ cho chẳng phải chánh đạo, đường bên phải dụ cho đạo trí nhất thiết. Các chúng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ con đường thẳng đến sanh tử, suối dụ cho bát nhã ba la mật đa, cây dụ cho đại bi. Các đại Bồ Tát hành hai pháp nên xa lìa phàm phu và đạo nhị thừa. Thiên vương nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy không hình tướng mà khéo nói, nên khiến các hữu tình có thể chứng, có thể đắc. Thiên vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể biết đúng như thật, lực vô sở ý, bất cộng pháp không, cũng biết đúng như thật các giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn là không, cũng biết đúng như thật nội không, ngoại không và nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, vân vân. Mặc dù biết tất cả pháp đều không, nhưng biết tướng không cũng bất khả đắc, chẳng thủ tướng không, chẳng khởi thấy không, chẳng chấp tướng không, chẳng nương tựa không. Như vậy Bồ Tát vì chẳng thủ trước nên chẳng rơi vào không. Thiên vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên xa lìa các tướng, nghĩa là hoàn toàn chẳng thấy các tướng trong ngoài, lìa tướng hí luận, lìa tướng phân biệt, lìa tướng tìm cầu, lìa tướng tham đắm, lìa tướng cảnh giới, lìa tướng phan duyên, lìa tướng năng chi và sở chi. Trời tối thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các chúng đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể quán các pháp vô tướng như thế, thì làm thế nào để quán Phật bạc gia phạm? Phật dạy, này thiên vương, cảnh giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì lìa cảnh giới vậy, tất cả hữu tình suy lượng Phật cảnh thì tâm phát sanh cuồng loạn, chẳng biết đây kia. Vì sao? Vì tánh đồng hư không chẳng thể suy lượng, cầu chẳng thể đắc, lìa cảnh suy tầm. Các chúng Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn chẳng thấy có cảnh phàm phu vân vân có thể suy lượng được, huống là cảnh giới Phật. Cũng chẳng nương tựa tất cả diệu nguyện, mặc dù hành các pháp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với quả kia hoàn toàn không chấp đắm. Đối với các công đức cho đến niết bàn cũng chẳng nương tựa chấp trước. Vì sao? Vì liều ngã và ngã sở không hai không khác, vì tự tánh xa lìa vậy. Khi Phật thuyết pháp môn bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, làm cho thế giới tam thiên đại thiên này chấn động sáu cách: núi Diệu Ca Vương, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Kim Cang Luân Vi, núi Đại Kim Cang Luân Vi, núi Hương, núi Bảo, núi Hắc, núi Đại Hắc, tất cả đều chấn động, vô lượng trăm ngàn các chúng Bồ Tát đều cởi thượng y, trải làm chỗ ngồi cho Phật. Tòa đó cao rộng như núi Diệu Cao, vô lượng trăm ngàn các thiên vương, đế thích, phạm thiên, hộ thế, vân vân, chắp tay cung kính, giải cúng các thứ hoa đẹp. Đó là hoa Diệu Âm, hoa Đại Diệu Âm, hoa Cát Tường, hoa Đại Cát Tường, hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía. Khi ấy, núi Thiếu Phong cao rộng 40 do tuần, hoa chất đầy khắp đến tận đầu gối Như Lai, vô lượng thiên tử ở giữa hư không, trỗi các nhạc trời và sướng lên thế này. Lại thấy Phật xuất thế, lại nghe truyền pháp luân, lành thay tất cả loài hữu tình châu thiện bộ, xin tu công đức, trồng nhiều thiện căn, nên được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, huống là tương lai, có người có thể tin, nên biết tất cả hữu tình như thế, đều đi nơi cảnh giới chư Phật Như Lai, lại có vô lượng trăm ngàn long vương, dùng thần lực bùa răng mây lớn, cùng khắp dưới mưa hương, dày thấm núi Thiếu Phong, và cùng khắp thế giới tam thiên đại thiên, những người nghe pháp chỉ biết thấm nhuận hương, chẳng bị thấm